Thanh Trúc kính chào quý vị. Thanh Trúc đang có mặt tại Rayburn Building, tòa nhà Hạ Viện, và hôm nay đó có một cái buổi trình chiếu cái cuốn phim mà quý vị đã từng nghe tới là Vietnam America. Thưa quý vị, buổi trình chiếu hôm nay lần đầu tiên diễn ra tại Quốc hội, và đây là một cái sự kiện mà chúng tôi cho rằng là vinh dự và trọng đại. Bộ phim Vietnam America được phép cho trình chiếu tại Hạ viện Quốc hội Hoa Kỳ ngày 3 tháng 8, kèm theo một cuộc triển lãm tranh của 12 họa sĩ người Mỹ gốc Việt. Đó là một ngày hè nắng đẹp ở vùng thủ đô Hoa Kỳ. Căn phòng Rayburn Foyer trong tòa nhà Hạ viện Mỹ đã đông chật người Việt có, người Mỹ có, với đa số người trẻ bản xứ muốn tìm hiểu về cuộc chiến Việt Nam và những hệ lụy của nó từ 6-30 tháng 4 1975 đến bây giờ, mà Vietnam America như một dấu ấn lịch sử. Một cố gắng ghi lại nguồn gốc và lai lịch của một cộng đồng tị nạn cộng sản sau khi chiến tranh chấm dứt cách đây 42 năm. Buổi chiếu phim, triển lãm và hội thảo do tổ chức Tượng đài Tưởng niệm Nạn nhân Chủ nghĩa Cộng sản VOC, Victims of Communism's Memorial Foundation, và Hội Bảo tồn Lịch sử Văn hóa Người Mỹ gốc Việt, gọi tắt là VAHF, với sự bảo trợ của Văn phòng Dân biểu Chris Smith, tiểu bang New Jersey, bên cạnh sự hỗ trợ tích cực của nhà Việt Nam vùng Washington, miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Sau gần một tiếng đồng hồ theo dõi cuốn phim, cuộc hội thảo Chiến tranh và tị nạn, đề tài thời sự nóng trên toàn thế giới hiện nay, bắt đầu với 6 vị diễn giả gồm một số nhân vật đã xuất hiện trong phim như giáo sư tiến sĩ Lewis Sorley, tiến sĩ Robert Turner, khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, nhà sản xuất Vietnam America Nancy Bùi, và những khuôn mặt người Mỹ gốc Việt thành công trong nhiều lĩnh vực như bác sĩ đại tá không quân Milan Huỳnh, anh Charlie Quý Tôn được mệnh danh là vua ngành neo. Đặc biệt có sự hiện diện của một người trong phim mà đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của người xem, võ sư Nguyễn Tiến Hóa. Kế đến là bà Khúc Minh Thơ, ông Trần Tử Thanh cùng một số nhà bảo trợ. Một số quan khách được mời như các sĩ quan Mỹ gốc Việt đang phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ đã không đến được vì lý do công vụ. Ngoài những người Việt tại vùng thủ đô cũng ghi nhận có sự góp mặt của các nhà bảo trợ cho buổi trình chiếu Vietnam America như cô Christine Quỳnh, AB Realty Mortgage và nhiều quan khách đến từ Philadelphia, Florida, New Orleans, North Carolina, Texas, v.v. Phim đã được chiếu khoảng một tiếng đồng hồ là Triều Giang phải làm một cái special edition, là gọi là director cut, tức là mình làm vừa ngắn trong vòng một tiếng đồng hồ, bởi vì ở đây đó họ không cho phép cái gì chiếu trên một tiếng đồng hồ cả, thành thì mình gọi là đi đến nhà chủ thì phải theo cái lệ ở đây. Em có coi sơ sơ cuốn phim và cũng thấy rất là hay, nói đến là người Việt Nam chúng ta cực khổ như thế nào khi mà chiến tranh chấm dứt năm 1975, và em cũng là một trong người vượt biên. Tức là mình dạng như là survivor, nghĩa là có gì ăn nấy, hoàn cảnh rất là khó, rất là cực sau khi chiến tranh chấm dứt. Thì đây là một cái điều rất là hay để một sự đoàn kết cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta gặp tại đây, và cho người Mỹ họ thấy rằng là người Việt Nam chúng ta không những work hard mà phải work smart nữa. Buổi triển lãm tại tòa nhà Rayburn thuộc Hạ Viện gồm 25 bức tranh sơn dầu, sơn nước hoặc hỗn hợp trên canvas của 12 họa sĩ người Việt Nam như họa sĩ giáo sư An Phong ở California, họa sĩ Lara Nguyễn ở North Carolina, Howard Trần ở Pennsylvania, bên cạnh một số họa sĩ danh tiếng khác như họa sĩ Nguyễn Văn Đồng, California, Nguyễn Thị Hợp, California, Vũ Hối và Vũ Quốc ở Virginia. Tôi có trưng bày một số tranh, một tác phẩm sơn dầu, thì ở đây là một cái bức tiêu biểu của bức thuyền nhân Việt Nam. Họa sĩ Cao Bá Minh ở California, họa sĩ Nguyễn Việt Hùng, California, họa sĩ Quốc Trung Kenny Nguyễn ở North Carolina. Thì trong cái triển lãm lần này tôi có hai bức tranh, tựa đề là Tái sinh và Vào trong hư không. Thì nhiều trong những cái bức tranh của tôi thì cố gắng lột tả cái cảm xúc khi mà you know mình đi từ Việt Nam đến Mỹ. Đặc biệt có sự trưng bày 3 bức tranh của bộ sưu tập 41 Tổng thống Hoa Kỳ của họa sĩ Chóe Nguyễn Hải Chí, họa sĩ biếm họa nổi tiếng trước năm 1975. Mọi người sẽ xúc động, sẽ suy ngẫm và sẽ ra về với những tư tưởng, những cảm nghĩ mới và khác trước sau khi đã xem cuốn phim Vietnam America, đã nghe các diễn giả nói về đề tài chiến tranh và tị nạn. Qua đó, cuộc chiến Việt Nam một lần nữa được gợi nhớ.
là lời tiến sĩ Murray Bassett, giám đốc phòng giáo dục của tổ chức VOC, tượng đài tưởng niệm nạn nhân cộng sản. Against communism itself, and some of the most persuasive with American, especially young people and millennials. Một người trẻ, cô Karen Frizell, đang là thực tập viên trong Quốc hội. I think that one of the things that makes America great is that we have such a great compassion. Một trong những điều làm cho nước Mỹ vĩ đại là lòng thương cảm đối với những ai cần tới họ, cô Karen Frizell nói. Và tôi nghĩ người Việt tị nạn xứng đáng được hưởng sự thương quý đó như những công dân tuyệt vời ở đất nước này. Tôi biết trong căn phòng này, hôm nay nhiều người đã nghe, đã biết về những gì gọi là sự tàn bạo, sự khủng khiếp của chủ nghĩa cộng sản. Khi nghe tiến sĩ Bob Turner, một trong các diễn giả, nhắc đến quyển sách nói về chủ nghĩa cộng sản mà chúng ta cần tìm đọc và cần tham khảo để hiểu rõ, chứ không chỉ đơn giản là nghe từ tai này qua tai khác. Vẫn theo lời bạn trẻ Karen Frizell, dù như nước Mỹ bị cho là đã thua trong cuộc chiến chống lại cộng sản ở Việt Nam, nhưng người Việt ở Việt Nam vẫn tiếp tục bỏ đi sang đến Mỹ. Tôi thực sự cảm thấy ấn tượng khi nghe một trong những vị diễn giả hôm nay nói một câu mà tôi xin nhắc lại, rằng người ta thà chết để đi tìm tự do hơn là sống dưới chế độ cộng sản. It was more important for them to die seeking freedom than to live under a communist regime. Kỳ vọng của những người trong VOC, tượng đài tưởng niệm các nạn nhân cộng sản, của VASF, Hội Bảo tồn Văn hóa và Lịch sử Người Mỹ gốc Việt, là mang đến cho người bản xứ cũng như thế hệ trẻ Việt Nam lớn lên ở Mỹ mà không biết nhiều về cuộc chiến Việt Nam trước đây, hiểu được lý do vì sao người Việt chân ướt chân ráo đến Mỹ 42 năm trước đã phải nén đau thương, quên đi mất mát để làm lại cuộc đời và tạo dựng được những thành công nhất định đáng tự hào của những người ly hương. Hy vọng thứ hai, thiết thực và mãnh liệt không kém là qua Vietnamerica, qua buổi hội thảo tiếp đó, các nhà lập pháp Hoa Kỳ có thêm dữ liệu cũng như cái nhìn chính xác hơn và thực tế hơn vào khi vấn đề di dân và tị nạn chiến tranh đã và đang là đề tài nóng trên thế giới, vào khi chính sách đón nhận người tị nạn càng ngày càng bị siết chặt, càng bị giới hạn hơn trước. Tâm sự mà khoa học gia Mỹ gốc Việt Dương Nguyệt Ánh ngỏ lời với cử tọa tại buổi hội thảo là người Việt từ bỏ quê hương bị cộng sản xâm chiếm và cai trị để đến một đất nước đã dang rộng vòng tay dung chứa họ mà họ coi đó là thiên đường. Thì bổn phận của người đến đất nước này là phải nói cho người bản xứ hiểu nơi họ đang sống là thiên đường và họ không nên coi nhẹ cái giá trị đó, rằng nơi nào có tự do dân chủ thì nơi ấy chính là thiên đường. Bài tường trình của Thanh Trúc đến đây chấm dứt. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn lại quý vị trong chương trình tới.